Tiếng Hàn sợ hả? Cái nào mà anh trực tiếp vào thì nó cũng rất là khó. Còn những cái là ok nha em à. Sẽ đi uống nước phát rồi nha. Nước có chất này mà. Quá phê. Đấy, chỗ bánh ở đâu à? Bơ trứng sữa anh ạ. Bà không biết ai thì nó gửi rồi đưa cho bà. Nguyễn Thị Huế. Huấn luyện viên MasterChef Nam Lùi. Anh quay cái này biết giờ 8 phút à. 50 cái. Quay bằng máy anh. Mình sẽ quay 108 phút anh em nhé. Quay 28 phút còn lâu hơn cả 75 ngày 2 phút. Chất này cái nước rau khoai không ăn được đúng không? Được. Nhà tôi còn đổ đi nhỉ? Bây giờ ăn rau khoai đâu? Thì sao? Đó, rau khoai rửa xào đó, làm gì có nước? Nước rau khoai ăn sao được? Ừ. Nó phải luộc lên mới sao được. Chứa luộc lên để nó giòn chứ nó xào thì ta ăn được. Nước chát xít. Ok anh em nhé.
quán chất à, mày cử Trần đi mày quay cái gì? Năm đùn đang quay gì á? Cỏ Trần quay mà. Đấy, em quay cho em trên xin động bắt luộc qua rồi vào là qua. Nhiều nhiều nhá. To lưới đây nhỉ. Được em. Tại sao? Tại vì người ta mua của mình đấy. Các bạn xem. Có khi tí